À, phần tiếp theo đó là phần gọi là directory browsing tức là phần uh, chúng ta trên trang web chúng ta ví dụ như chúng ta ở uh, trên ở chúng ta vừa có thư mục là website sau đó trong có file index .html và các mã nguồn và uh, sau đó có các thư mục có các thư mục khác nữa trong đấy Có cấu trúc thư mục trong đấy ví dụ như chương trình đào tạo thì có uh, các chương trình đào tạo ở trong đấy thế thì bình thường trên web ấy, thì nếu mà chúng ta chưa cấu hình cái chưa cấu hình directory browsing thì là nó không cho phép hiển thị theo cấu trúc thư mục trên đấy còn chúng ta liệu sau khi chúng ta đã cấu hình directory browsing thì nó cho phép chúng ta uh, nhìn cái trên website chúng ta xem được cấu cải cấu trúc thư mục của cái trong nội dung trong, trong web đó đấy ở à, như sau chúng ta thấy là ở cái ở cái slide này sau thế thì trước khi mà chúng ta cấu hình cái thư mục uh, chưa cấu hình cái directory browsing ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta truy cập vào các thư mục cấu trúc thư mục ở trong website thì nó bị báo lỗi tức là nó báo là gì nhỉ forbidden à, trang đấy cũng cấm server là gì nhỉ cấu hình à, là đã được cấu hình mà chưa cho phép hiển thị list content là uh, directory tức là cho phép chưa phép cấu hình uh, hiển thị nội dung thư mục cho nên chúng ta phải cấu hình đấy thế để cấu hình nó thế làm thế nào thì các bạn chọn là mục directory browsing thì các bạn thấy là ở trong đây có mục ở đây chúng ta thấy là nó disable hết tất cả các thủ tính này đi đấy thì chúng ta kích vào mục enable các bạn check vào mục enable đấy các bạn check enable thì sau mục enable thì chúng ta có thể truy cập trang web bình thường có thể truy cập trang web bình thường theo cấu trúc hiển thị thư mục như này đấy các bạn có thể vào các thư mục tiếp theo để xem như vậy là cái cái uh, directory browsing là gì nhở là cho phép chúng ta cấu hình uh, hiển thị các thư mục trên trang web Đấy, hiển thị theo uh, hiển thị cấu trúc thư mục. Chúng ta quay lại phần demo nhá. Đây chúng ta ví dụ đây, chúng ta nhìn thấy đây. Nào đây lên chúng ta thấy này. Rồi bây giờ chúng ta chúng ta bây giờ chúng ta ví dụ có thư mục như này, chương trình đào tạo đúng không ạ? Chúng ta gõ vào đây là chương trình đào tạo đúng không? Nó có chạy được không các bạn? Nó không chạy đúng không? Bởi vì là chúng ta chưa chưa cấu hình cái cái browsing cái directory browsing cho phép hiển thị thư mục rồi thế bây giờ chúng ta cấu hình như sau các bạn vào trang boli này các bạn vào mục directory browsing các bạn chọn mục này các bạn nhấp nút vào đây các bạn ở đây có nút enable các bạn enable lên rồi thế là xong đúng không ạ các bạn đóng vào check vào, các bạn thử nhá các bạn enter luôn Đấy, như vậy nó đã cấu hình được uh, cho phép chúng ta hiển thị dạng thư mục đúng không đấy, dạng thư mục đây trong cái thư mục này có những thư mục gì đấy chúng ta sẽ hiển thị theo dạng cấu trúc thư mục lên đấy, thế bây tôi đi đi nhá thì bây giờ nó lại tắt đi nhá để chúng ta nhìn này disable này đấy, chúng ta chạy này đây nó đang bị két chắc lại két rồi chúng ta sẽ chạy lại đấy đúng không đấy nó 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 sẽ gì nhỉ nó sẽ mất cái lệnh nó không hiển thị được đây chúng ta phải enable lên rồi ok bây giờ chúng ta thấy là nó hiển thị theo dạng thư mục được rồi hoặc là chúng ta thấy là không cần chương trình đào tạo nữa mà nó chỗ này ấy thì nó hiển thị luôn là cái gì nhỉ thư mục luôn tên đây chương trình rồi Thế là tôi đã trình bày cho chúng ta xem cái phần xong cái phần này